liên quan đến hai bệnh nhân COVID-19 xuất phát từ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đi các nơi. Đến chiều tối hôm qua, đã có 30 trường hợp được truy vết cách ly. Lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc đang tiếp tục truy tìm những người còn lại, đồng thời kêu gọi 90 hành khách của chuyến tàu cao tốc Phú Quốc Rạch Giá vào lúc 11 giờ ngày 22 tháng 3 chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để thực hiện khai báo và kiểm tra dịch tễ.